Dịp Quốc Khánh năm nay, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu di chuyển tại các thành phố lớn hay địa điểm du lịch cũng tăng cao. Một số ứng dụng gọi xe công nghệ đã bắt đầu điều chỉnh cước phí hoạt động. Grab, ứng dụng phụ phí cao điểm ngày lễ, đối với khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ trong 2 ngày, 1 tháng 9 và 2 tháng 9, cho một số loại hình dịch vụ. Mức phí từ 5.000 đến 10.000 đồng tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh thành phố khác như Cần Thơ, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quế có mức phụ phí 5.000 đồng một chuyến áp dụng cho dịch vụ grabfood. Hai hãng Kojak và Bi không thu phụ phí ngày lễ, nhưng giá cước có thể được điều chỉnh linh động khi nhu cầu tăng cao dựa theo khu vực và thời điểm trong ngày.